Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan Thời tiết Trung tâm Đài Loan cho biết, vùng lãnh thổ này vừa trải qua trận động đất mạnh 7,2 độ, khiến nhiều người thương vong và mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Trong khi đó, Sở Khí tượng Đài Loan CVKA xác nhận, các chuyên gia của cơ quan này cũng ghi nhận 7 cơn dư chấn xảy ra sau vụ động đất sáng ngày 3 tháng 4. Theo kênh truyền hình Times Now, các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là đảo Gushan, đảo Quy Sơn hay đảo Rùa, thành phố Đào Viên, thành phố Đài Bắc và thành phố Hoa Liên. Xa hơn về bờ biển phía đông, một số nhân chứng vô tình quay lại được khoảnh khắc phần đầu của đảo Quy Sơn bị sạt lở và sụp xuống biển do ảnh hưởng từ trận động đất sáng ngày 3 tháng 4 ở Đài Loan. Đảo Quy Sơn nằm cách bờ biển của thị trấn Đầu Thành thuộc huyện Nghi Lan khoảng 10 km về phía đông. Với hình thù trông giống một con rùa lớn đang nằm trôi nổi trên mặt biển, người dân địa phương đã gọi hòn đảo này là Quy Sơn, tức núi rùa. Đây là hòn đảo lớn nhất trong số các đảo ở huyện Nghi Lan, đồng thời tại đây cũng có một trong số ít những ngọn núi lửa còn hoạt động ở Đài Loan. Đảo Quy Sơn không chỉ là thắng cảnh nổi tiếng nhất của huyện Nghi Lan, mà còn là biểu tượng tâm linh của người dân nơi này. Nhiều chuyên trang du lịch nhận xét, đảo Quy Sơn là nơi du khách có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp với bãi biển xanh mát, những bãi cát trắng mịn, những dạng san hô đầy màu sắc. Điểm nổi bật của đảo Quy Sơn còn nằm ở những hòn đá màu đen tuyền lớn nằm dọc bờ biển, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên độc đáo và hấp dẫn cho hòn đảo này. Trận động đất mạnh 7,2 độ ngoài khơi Đài Loan, Trung Quốc đã làm rung chuyển Đài Bắc vào sáng ngày 3 tháng 4, gây mất điện ở một số khu vực của thành phố. Các đài truyền hình Đài Loan đã công bố video một số tòa nhà bị sập ở quận Hoa Liên, khu vực nằm gần tâm chấn trận động đất. Một số người được báo cáo đang bị mắc kẹt. Một người dân sống ở Hoa Liên thuộc Đài Loan, Trung Quốc đã quay được khoảnh khắc động đất gây sạt lở núi khiến đất đá đổ xuống một thị trấn nằm gần đó. Theo đoạn video được quay lại, có thể thấy dư chấn của trận động đất xảy ra tại miền đông Đài Loan, Trung Quốc đã gây ảnh hưởng cho ngọn núi nằm trong khu vực này và khiến đất đá cùng khói bụi từ trên núi đổ ập xuống thị trấn nhỏ nằm ngay đó. Dựa trên lời miêu tả của người dân địa phương, thị trấn trên giống như bị làn khói của ngày tận thế nuốt chửng. Theo Cục Quản lý Thời tiết Đài Loan, trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 58 giờ địa phương ở độ sâu 15,5 km ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan. Truyền thông Đài Loan cho biết thêm, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra trên hòn đảo trong 25 năm qua. Nhật Bản đã ban bố khuyến cáo sơ tán đối với các khu vực ven biển của tỉnh Okinawa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, sóng thần cao tới 3 mét có thể sẽ tràn tới các khu vực rộng lớn ở bờ biển phía tây nam Nhật Bản. JMA nhận định cường độ trận động đất ở Đài Loan ở mức 7,5 độ. Cũng theo JMA, sóng thần cao 30cm đã xuất hiện tại đảo Yonaguni. Cơ quan địa chấn Philippines cũng đưa ra cảnh báo cho người dân ở khu vực ven biển của một số tỉnh, kêu gọi mọi người di tản lên vùng đất cao hơn. Một nhân chứng chia sẻ với hãng tin Reuters, trận động đất ở Đài Loan có thể được cảm nhận được ở thành phố Thượng Hải. Truyền thông Trung Quốc cho biết trận động đất cũng được cảm nhận ở Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu và Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Chính quyền thành phố Đài Bắc chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã hoạt động trở lại ngay sau đó. Vào sáng ngày 3 tháng 4, một trận động đất có độ lớn 7,5 đã xảy ra ở khu vực ngoài khơi đảo Okinawa, Nhật Bản, ở gần Đài Loan, Trung Quốc. Tâm chấn nằm ngoài khơi Thái Bình Dương. Tại các khu vực thuộc đảo Yonaguni, cấp độ địa chấn được ghi nhận ở mức độ 4 theo thang đo của Nhật Bản, trong khi tại các đảo Ishigaki, Iriomote, Kuro, Hateruma ở thị trấn Taketomi là cấp độ 3. Ngoài ra, ở thành phố Miyazakojima và đảo Tarama cũng xảy ra các cơn chấn động với mức độ địa chấn cấp 2 được quan sát thấy. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, một trận động đất có độ lớn 5 được quan sát thấy ở tỉnh Okinawa kể từ sau trận động đất có độ lớn 5,6 với tâm chấn xảy ra ở gần đảo Iriomote. Ngay sau khi xảy ra trận động đất, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần ở hàng loạt các khu vực Miyazakojima, Zaejima của tỉnh Okinawa và khu vực đảo chính Okinawa. Độ cao của sóng thần dự kiến là 3 mét ở khu vực Miyazakojima, Zaejima và khu vực đảo chính Okinawa. Tùy thuộc vào vị trí, sóng thần có thể đạt tới độ cao lớn hơn độ cao quan sát được trên máy đo thủy triều. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng khuyến cáo người dân ngay tại thời điểm hiện tại cần theo dõi các thông tin liên quan tới trận động đất trên đài phát thanh, điện thoại di động, di chuyển nhanh đến những khu vực cao, đồng thời cẩn trọng với khả năng xảy ra lở đất và sập nhà do các dư chấn sau đó. Trước đó, một cơn sóng thần cao 30cm đã được quan sát thấy trên đảo Yonaguni.
Sau đó, một cơn sóng thần khác cũng được xác nhận xảy ra tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa với độ cao tương tự và nhiều nơi khác tại đảo Yonaguni và đảo Miyako. Chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng thành lập văn phòng liên lạc văn phòng thủ tướng tại trung tâm quản lý khủng hoảng để thu thập thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tòa thị chính Yonaguni kêu gọi người dân sơ tán đến địa điểm an toàn và nhân viên cũng bắt đầu sơ tán lên vùng đất cao hơn. Trong khi đó, Sở Cứu hỏa thành phố Ishigaki, tỉnh Okinawa cũng kêu gọi người dân ở các khu vực ven biển sơ tán thông qua đài phát thanh hành chính phòng chống thiên tai. Kể từ lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 4, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã tổ chức họp báo để giải thích những lưu ý liên quan đến cảnh báo sóng thần và các cơ chế động đất khác nhau. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, chỉ 13 phút sau trận động đất 7,4 độ với tâm chấn chỉ cách thành phố Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc 18 km, gây tàn phá nặng thành phố này và cảnh báo sóng thần đến tận Nhật Bản, Philippines, một trận động đất khác mạnh 6,4 độ đã bồi thêm tâm chấn cách thành phố Hoa Liên chỉ 11 km. Hai trận động đất lần lượt xảy ra vào lúc 6 giờ 58 phút và 7 giờ 11 phút sáng mùng 3 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Khoảng 10 dư chấn đã được USGS ghi nhận kể từ thời điểm đó. Phân loại theo cấp độ DYI, tức chấn động mà người trên mặt đất cảm nhận được, thường liên quan đến mức độ tàn phá, USGS phân loại hai trận động đất này lần lượt là cấp 9 mạnh và 18 mạnh trung bình, cấp 10 là cao nhất trên thang đo này. Các hình ảnh được AP và Reuters ghi nhận tại thành phố Hoa Liên cho thấy nhiều tòa nhà cao tầng đã bị đổ sập. Chính quyền địa phương cho biết nhiều người dân đang bị mắc kẹt trong các tòa nhà này. Chính quyền cũng đã đình chỉ các lớp học, giáo viên được yêu cầu đưa học sinh sơ tán ra các bãi đất trống. Theo The Guardian, hơn 87.000 hộ gia đình trên đảo Đài Loan hiện không có điện, sự cố Internet cũng được báo cáo. Trong khi đó, phóng viên The Guardian từ thành phố Đài Bắc mô tả, gạch bong chóc bên ngoài những ngôi nhà cổ, tháp nước nứt, kính và đồ đạc rơi vỡ. Phóng viên này cũng đã cho biết dư chấn liên tục ảnh hưởng tới khu vực này từ 8 đến 9 giờ sáng, giờ địa phương. Vào lúc 8 giờ sáng, giờ địa phương, điện thoại của người dân thành phố Đài Bắc đã nhận được cảnh báo sóng thần từ chính quyền. Sóng thần có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển lúc 9 giờ 59 phút. Số người thương vong do động đất được ghi nhận ở Đài Loan vẫn đang tăng vọt. Theo trang China Times của Đài Loan, không quân hòn đảo này vào trưa ngày 3 tháng 4 đã điều động vận tải cơ C-130 chở người và trang thiết bị cứu hộ đến những khu vực bị tàn phá do động đất. Giới chức địa phương lo ngại nhiều người vẫn mắc kẹt trong các tòa nhà cao tầng bị sập hoặc bị nghiêng ở Hoa Liên. Hiện ghi nhận có nhiều người thương vong sau động đất. Sunny Wang, một nhà báo ở Hoa Liên cho biết, lực lượng cứu hộ đang tập trung tại tòa nhà Sao Thiên Vương, Uranus Building, tòa nhà bị nghiêng và gần sập sau trận động đất. China Times đã công bố đoạn video ghi lại cảnh động đất khiến tòa nhà cao tầng trên bị lún. Chỉ vài giây sau khi dư chấn xuất hiện, tòa nhà rung lắc dữ dội. Sau đó khói bụi lập tức bao trùm tầng 1 tòa nhà trước khi cả công trình này sụt lún. Do thời điểm xảy ra động đất vào giờ cao điểm, nên khu vực xung quanh tòa nhà Thiên Vương Tinh có đông người qua lại. Nhiều người đi bộ và tài xế ở gần đó khi chứng kiến cảnh tầng 1 tòa nhà bị sụt lún liền hốt hoảng chạy ra khỏi hiện trường. Nhiều cư dân đã cố gắng sơ tán khỏi tòa nhà, một số khác vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm cách tiếp cận những người có thể bị mắc kẹt dưới tầng hầm. Chiu Chao Wen, một người dân ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố Hoa Liên cho biết, trận động đất đã làm rung chuyển khu vực ông sinh sống. Các giá đỡ bị lật đổ, đồ sành sứ rơi vỡ khắp nơi, song may mắn là không có ngôi nhà nào bị sập. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, người dân vẫn lo lắng do vẫn có hàng chục dư chấn sau động đất. Các chuyên gia địa chất, khí tượng cảnh báo, dư chấn có cường độ tương đương động đất có thể tiếp tục xuất hiện trong vài ngày tới. Guardian dẫn lời các nhân viên tại một khách sạn ở thành phố Hoa Liên cho biết, người dân ở đây biết thi thoảng sẽ xảy ra động đất lớn nên đồ đạc trong nhà thường được cố định. Khi xảy ra động đất, họ không sơ tán ngay lập tức mà chờ đến khi động đất giảm dần, để tránh bị đồ đạc bê tông rơi trúng người trong lúc di chuyển. Trong khi đó, nhân viên tại một cửa hàng ở Hoa Liên kể lại, người dân thành phố từng chứng kiến rất nhiều trận động đất. Khi trận động đất xảy ra sáng nay, họ biết đây là trận động đất mạnh nên đã nhanh chóng sơ tán. Quân đội đã được điều động để cứu trợ thiên tai và giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, các trường học và nơi làm việc đã bị tạm thời đóng cửa trong bối cảnh các dư chấn tiếp tục diễn ra. Ngay sau trận động đất, lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn viết trên Facebook: "Tôi đã lập tức yêu cầu đội ngũ quản lý tìm hiểu tình hình tại nhiều khu vực và hỗ trợ người dân sớm nhất có thể. Chúng ta cần hợp tác với tất cả các bên nhằm hạn chế tác động của thảm họa này.
Kèm theo đó, lực lượng phòng vệ sẽ đảm bảo sự an toàn của người dân và tài sản. Anh Trương Việt Hùng, một trong những người lao động Việt đang làm việc tại nhà máy sản xuất lốp xe ở Hoa Liên cho biết, vụ động đất xảy ra lúc anh vừa mới đến công ty, bỗng nhiên đồ vật và trần nhà rung lắc dữ dội, cảm giác hoảng sợ khiến nhiều người la hét. Theo anh Hùng, hiện chưa có thống kê về thiệt hại, nhưng trên mạng xã hội và group của công ty, mọi người đã đăng tải những hình ảnh đổ nát do trận động đất gây ra. Anh Hùng chia sẻ, tiếng còi xe cứu thương náo loạn cả thành phố khiến cho tâm lý hoảng sợ càng tăng cao. Cộng đồng người Việt ở Đài Loan cũng vội vã liên hệ để hỏi nhau có an toàn không. Sau 5 năm ở đây, lần đầu tiên tôi thấy sự hoảng sợ bao trùm đến như vậy. Chị Thu Hằng, một giáo viên tiếng Việt đã sinh sống và làm việc tại Đài Loan 20 năm chia sẻ, đây là trận động đất lớn nhất kể từ khi tôi sang Đài Loan tới giờ. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác rung lắc mạnh đến như vậy. Gia đình chị Hằng hiện đang sống tại tòa chung cư ở quận Sĩ Liên, thành phố Đài Bắc, Đài Loan cho biết, nhà tôi ở tầng 1, gạch trên tường rơi loảng xoảng, những nhà trên tầng cao chắc chắn cảm nhận rung lắc mạnh hơn. Khắp nơi đều có tiếng la hét lớn, mọi người chắc đều hoảng sợ vì ở Đài Bắc ít khi xảy ra trận động đất mạnh như thế. Theo chị Hằng, trận động đất xảy ra vào gần 8 giờ sáng, kéo dài khoảng 3 phút. Sau đó, một trận động đất khác có cường độ nhỏ hơn một chút lại tiếp tục và 10 phút sau đó lại xảy ra khoảng 2 lần rung lắc nhẹ. Chia sẻ thêm về 3 phút đáng sợ, cô giáo người Việt cho biết, lúc đó tôi chỉ biết ôm con, đứng ở góc cột nhà và cầu nguyện cả nhà được an toàn. Chị chia sẻ thêm, nếu xảy ra động đất, mình đang ở trong nhà thì nên trốn ở dưới gầm bàn, bên cạnh tủ lạnh hoặc góc cột nhà vì những nơi như vậy đều là vật kiên cố. Nếu bên trên có đồ rơi xuống sẽ đỡ được, tránh thương tích vùng đầu. Chị Giang, chủ trường mầm non tư thục tại huyện Nghi Lan, huyện kế bên vùng trung tâm động đất, cho biết đã ở Đài Loan hơn 10 năm nay, đây cũng là lần đầu tiên chị gặp trận động đất lớn như vậy. Chị Giang nói, đầu tiên là điện thoại báo động, sau chưa đầy một phút thì mọi thứ bắt đầu rung lắc rất mạnh, đồ đạc không cố định hầu như rơi xuống vỡ vụn, xe ô tô đang chạy đều phải tấp qua đường, tạm dừng, nhiều nơi ngắt điện, đèn đường không hoạt động. Ngay thời điểm mặt đất rung lắc, hơn 100 học sinh của trường được hướng dẫn ra ngoài, tập trung ở khu vực sân bóng của trường. Chị Giang nói thêm, Đài Loan thường xảy ra động đất nên mọi kỹ năng đều được trang bị sẵn. Khi động đất xảy ra, điều đầu tiên là chạy ra khỏi nhà, đến nơi đất trống. Anh Ngô Tuấn Anh ở thành phố Đài Trung cho biết sau gần 10 năm ở Đài Loan, anh cũng như dân bản địa đã quen với động đất vì đây là một trong những khu vực xảy ra động đất nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên lần này anh thực sự cảm thấy bất an. Anh chia sẻ, lúc đầu chỉ cảm thấy rất bình thường như bao trận động đất khác. Tuy nhiên rung chấn ngày càng mạnh khiến tôi bắt đầu cảm thấy bất an và ẩn nấp dưới gầm bàn. Còi báo động tòa nhà cũng vang lên inh ỏi, bên ngoài tiếng mọi người la hét, nhắc nhở nhau tìm nơi trú ẩn an toàn. Rất may đợt rung lắc mạnh chỉ diễn ra trong ít phút. Hiện, hầu hết các hoạt động đã trở lại bình thường ở Đài Loan, tuy nhiên thi thoảng vẫn tiếp tục xuất hiện các rung chấn. Đài Loan thường xuyên xảy ra động đất do nằm gần giao điểm của hai mảng kiến tạo Á-Âu và mảng Philippines. Theo trang The Grand Jost, từ năm 1901 đến nay, Đài Loan đã chứng kiến gần 100 trận động đất lớn, trong đó có 4 trận động đất kinh hoàng gây thiệt hại lớn về nhân mạng. Một trong số đó là trận động đất xảy ra vào ngày 17 tháng 3 năm 1906, đã gây ra thiệt hại về nhân mạng nhiều thứ 3 trong lịch sử Đài Loan, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.260 người, làm hơn 2.300 người khác bị thương. Trận động đất mạnh 6,8 độ này đã tạo ra một đường đứt gãy dài 25 km, trải dài theo khu vực huyện Gia Nghĩa ngày nay. Nguyên nhân khiến trận động đất năm 1906 ghi nhận nhiều thiệt hại nặng nề, một phần do kết cấu nhà ở kém chất lượng. Các cơn dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra trong suốt cả ngày, đã làm cản trở nỗ lực cứu hộ của chính quyền địa phương ở thời điểm đó. Tiếp đó là trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra vào năm 1935, khiến hơn 3.200 người thiệt mạng, hơn 12.000 người bị thương, phá hủy và làm hư hại gần 54.000 ngôi nhà. Ngoài ra, mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông, đường dây thông tin liên lạc cũng bị tổn hại nặng nề. Chấn tâm của trận động đất này nằm ở tỉnh Shinjuku, nay là xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật, phía tây nam Đài Loan. Người dân trên khắp đảo Đài Loan đều cảm nhận được trận động đất, trừ khu vực Hằng Xuân ở mũi phía nam của Đài Loan. Trận động đất kinh hoàng thứ 3 xảy ra vào năm 1999, vào lúc 1 giờ 47 ngày 21 tháng 9 năm 1999. Nó khiến cho hòn đảo Đài Loan rung chuyển với độ lớn 7,6. Chấn tâm của trận động đất này nằm ở huyện Nam Đầu, miền trung Đài Loan. Trận động đất này đã khiến hơn 2.400 người chết, làm hơn 11.000 người bị thương, phá hủy hoặc làm hư hại hàng nghìn tòa nhà, khiến khoảng 100.000 người bị mất nhà cửa. Một số tòa nhà cao tầng ở thành phố Đài Bắc
nằm cách trấn tâm vụ động đất gần 145 km về phía bắc, cũng bị sô đổ. Đặc biệt, theo trang History, trận động đất này đã làm lộ ra nhược điểm của những công trình kém chất lượng được xây dựng trong thời kỳ bùng nổ xây dựng ở Đài Loan vào những năm 1990. Chính những tòa nhà kém chất lượng trên là nguyên nhân khiến hơn 2.000 người bị chôn vùi trong đống đổ nát sau trận động đất. Trong khi đó, nhiều người dân dựng lều tạm trên các cánh đồng và công viên vì lo sợ những cơn dư chấn còn tiếp diễn khiến các tòa nhà có thể bị đổ sập. Trận động đất này đã gây ra thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ. Gần đây nhất là trận động đất mạnh 6,4 độ vào năm 2016. Cụ thể, sáng ngày 6 tháng 2 năm 2016, trận động đất đã xảy ra tại thành phố Đài Nam, Đài Loan, khiến hàng nghìn người dân không còn nhà để ăn Tết âm lịch. Theo thống kê của giới chức địa phương, trận động đất này khiến 117 người chết và 551 người bị thương. Trong đó, chung cư cao 17 tầng ở Đài Nam đã bị đổ sập trong trận động đất trên. Đây là nơi thương vong nhiều nhất. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết, trấn tâm của trận động đất nằm cách thành phố Đài Nam 48 km về phía đông nam.